giới thiệu mọi người, đây là cái giường xếp, giường xếp và kiểu Hàn Quốc nha, giường xếp đẹp, mã của nó là AQ65. Bây giờ anh giới thiệu mọi người cách lắp ráp nha. Cái này là mình mới tháo trong cái thùng ra nè, thì đồ của nó có đây là nó một cái bánh xe, có gồm 1 2 3 4 5 6 7 8 bánh xe, có 7 cái chứ. Hai cái này là hai cái tay cầm, và bốn cái cục này là hỗ trợ cho hai cái tay cầm này nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp nha. Bây giờ cái này và cái này mình sẽ lắp vào đây. Cái miếng này mình sẽ đặt phía dưới nha, phía dưới của cái này để nó không bị lắc đi lắc lại á. Và đây là ống vít, thì những cái ống vít dài này sẽ được lắp vào cái tay cầm nha các bạn, có bốn con ống vít dài và ống vít ngắn. Cái bù lon này sẽ được lọt bỏ vào đây để mình lắp lại cho nó chắc, sau đó mình sẽ siết vào đây. Mã này là mã dừng xếp HQ65 nha mọi người. Anh xem này chắc hết khoảng ráp trong vòng khoảng 5 phút thôi. Rồi tiếp đó là đây, bánh xe sẽ được lắp vào đây. Và bên đây nữa, nhớ là bỏ cái bù lon xuống dưới nha các bạn. Phụ kiện mà nó đi theo thì nó sẽ tặng bạn cái này luôn, để khi mà các bạn sẽ dùng cái lục giác này để siết lại cho nó chắc. Mình sẽ lắp cái phía trước mắt là mình sẽ bỏ cái này vào. Mình sẽ lắp phía cái phía bên mà không có nâng đầu lên được. Phía này là mình có thể nâng đầu lên nhá, 5 cấp độ. Còn phía này là mình sẽ lắp tay cầm. Xếp nó lại. Phụ nữ và trẻ em cũng có thể làm được. Xong rồi dùng cái lục giác siết lại đây. Rồi bên kia làm y chang như vậy. Qua bên này. Mình cũng để cái này lên. Xong rồi đút cái này vô. Siết lại. Dễ không các bạn? Rồi giường này là giường. Còn cái này thì khi nào các bạn sử dụng mà các bạn cố định nha, thì các bạn dùng để lót cái bánh xe này lại nhé, lót cái chân bánh xe này lại. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng luôn sau khi lắp ráp.